kỳ diệu luôn á. Hồi nãy em có cái cục nọng ở dưới đây nè, bây giờ thấy được cái xương hàm nó luôn rồi nè. Gọn hơn rất là nhiều, xanh hơn rất là nhiều. Là trẻ hẳn ra luôn á. Yeah. Nó chắc khác vậy. Nó khác chứ hồi nãy khác hoàn toàn luôn á. Là cái bọng mắt với lại cái nếp nhăn ở dưới đây là nó là không còn nữa. Yeah. Rồi cái càm mình nó villain hơn nè, nó mất hết cái nọng rồi. Nhăn ở đôi mắt với trên trán cũng không còn, da nó rất là căng bóng luôn. À rảnh cái rảnh mũi má đúng không? Người ta hay gọi là cái râu rồng. Râu rồng cái gì? Là nó không còn sâu như hồi nãy nha. Dạ. Đây là hình diffractor của mình. Ôi. Đây nha cả nhà. Cả nhà có thể xem là hình diffractor của chị là sau khi mình thực hiện một liệu trình công nghệ trẻ hóa da, là mình thấy là da chị có cái độ căng bóng hơn là cái điều chắc chắn đây nè. Và rất cảm ơn BB Thanh Mai đã giúp cho Vuka cảm thấy rất là hài lòng về cái độ phục hồi nhan sắc sau một năm trời đã làm việc vất vả và có những nếp nhăn nè, rồi mặt chảy xệ ra, thì bây giờ đã cảm thấy rất là tự tin hơn. Và nếu như các bạn muốn giữ mãi tuổi đôi mươi thì hãy đến với BB Thanh Mai nhé. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình nó cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 66 17. BB Beauty, BB Thanh Mai.